Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Xù Xí Sọ và Bông Bé Bỏng. Thì hôm nay cả nhà là ngày mùng 2 Tết đó, gia đình Xù Xí Sọ sẽ có một cái chuyến vui xuân về quê nội đó. Thì nãy giờ cả nhà Xù với Bông cứ sợ là bị bỏ lại, không có cho về quê, đừng có chạy ra chạy vô vậy đó. Nhưng mà bây giờ là mình chuẩn bị, mình cùng với mẹ đã chuẩn bị xong hết toàn bộ đồ đạc để về quê rồi. Thì bây giờ bắt đầu diện nha Xù với Bông hai bộ đồ đẹp để Xu với Bông phụ mình mang đồ ra bỏ lên cốp xe, xong rồi á là sẽ có một chuyến vui xuân về quê, sẽ quay cho cả nhà coi được rất là nhiều cảnh hay, cảnh đẹp ở quê mình luôn á. Này là Xu với Bông về quê Quảng Nam Đà Nẵng đó mọi người, mọi người hãy theo chân Xu với Bông về quê nội của Xu thử, quê nội của Xu đẹp như thế nào nha mọi người. Cả nhà hồi giờ là cả nhà thấy ở trên thành phố rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ lần này cả nhà mà về quê nội của Xu là cả nhà sẽ thấy được gọi là một cái ruộng lúa thẳng cánh gò bay luôn. Trời ơi, nhà nội Xu là hơi bị rộng quá nha cả nhà. Đó, vậy đó mà tha hồ Xu với Bông mà chơi luôn rồi đúng không? Lần đây á cả nhà là cả nhà có rất là nhiều clip hay, clip đẹp ở dưới quê luôn đó. Bây giờ á là trong khi mà mẹ diện đồ cho em Bông thì bắt đầu Xu sẽ giúp mình mang đồ ra nha. Rồi. Đây, đầu tiên là Xu đứng yên đó. Xu đứng yên đó. Rồi, cái vali với cái giỏ sách đi lên xe. Ơi. Đi xe giùm anh. Đây đó không, cho anh bên đây. Bên đây Xu, lại đây. Xu, xe giùm anh nè. Rồi Xu đứng giữa đó. Đó cả nhà. Thì mình đã chắc cơ bản là một vài món đồ lên đây rồi, bây giờ là sẽ chắc thêm lên. Rồi chắc Bông lên nè. Bông lên. Rồi. Mẹ mình cả nha. Đây là mọi người đồ nó bắt đầu. Rồi. Chắc cái đồ công ghé của cu quá hả? Rất nhiều đồ lắm cả nha. Đó, đây là cái chuyến hành trình về quê năm 2022 của gia đình Xu Xí Sọn nha. Đó. Rồi. Anh xếp anh. Rồi Xu. Đi vô anh xếp. Xu đi vô đây lấy anh đi đồ đi Xu. Đi qua đây. Đây. Rồi. Đây cả nha. À đợt đây á về quê á là sẽ có một cái môn thể thao đó dành cho Xu với Bông với mẹ và em gái mình tất cả mọi người trải nghiệm, đó là câu cá cả nha. Và thả diều nữa. Đó, mình đã chuẩn bị một cái diều nè. Đó. Và đồ câu cá nè. Đó cả nha, trong đây rất là nhiều đồ câu cá luôn. Để về á lần đây á là Xu được trải nghiệm nhiều thứ nữa. Rồi bây giờ bắt đầu là mang đồ câu cá bỏ lên xe nha. Bỏ lên đây luôn. Ơi, kẹp đi. Nó đi từ từ thôi. Đi lên xe, không bên đây. Bên đây nè, bỏ vô cốp đã. Thôi. Đây nè, giỏ nó chặt cái quần áo hả? Dạ. Anh cầm anh được hả? Dạ, cái đó cầm được. Đi vô giúp mình thôi. Xu vô bằng chuyển hàng. Xu đi vô bằng chuyển hàng. Xu. Đi vô đây. Cả nhà ở ngoài đó là xếp hàng, còn Xu vô đây bằng chuyển đi đâu á? Lộn xe đâu. Cả nhà hôm nay á là nhà mình đi ô tô, chứ có đi xe máy nữa. Được chưa? Ơi, Xu ơi. Đi, đi vận chuyển hàng ra. Đi con. Rồi đi vận chuyển hàng ra đây với anh. Rồi. Rồi này. Rồi, bỏ đây. Bông bông này. Rồi, rồi ngồi này đi. Đó thì ok, nói chung là cơ bản là hàng hóa là bao nhiêu đây thôi cả nhà. Đó, thì bây giờ là chắc lên bắt đầu là sẽ di chuyển hành trình về quê, rồi mình sẽ quay cho cả nhà xem là trên cung đường về quê á nó sẽ có gì đẹp gì hay luôn nha. A few moments later. Hey cả nhà, trước khi mà khởi hành á thì có một cái thứ mà không thể thiếu đối với Xu với Bông. Nếu mà đi mà không có thứ đó là Xu Bông không thể đi được. Đó chính là cái đây cả nhà. Cái đây là cái khay thần thánh của Xu Bông nha cả nhà. Cái khay này khay tiểu nha, phải mang đi. Dù là ở nhà hay ở đâu là cũng phải mang cái cây này đều thì Xu với Bông mới tiểu đúng nơi được. Đó. Ở đây đây. Ở đây. Đó cả nhà thấy không? Bà Xu phải lo phải leo lên xe trước, bà sợ bỏ bà leo lên trước kìa. Đó, mình bỏ ở đây. Rồi, lên đây đi. Đó, ok, nói chung là hoàn chỉnh rồi đó. Cả nhà xem nè. Đó, bà Bông với bà Xu nè. Đó, cả nhà thấy không? Ghế nè, trống hết nè nha cả nhà. Ai, chưa có ai lên hết là hai bạn đã lo leo lên trên đây rồi. Đó, một bè là giữ ở trên, một bè giữ ở dưới. Đó, sợ bỏ lại, coi nè, nghe tiếng nè. Bông ở lại nha Bông. Bông ở lại nha. Xu ở lại nha. Đó, cả nhà, năm nay là năm đầu tiên mà Bông được về quê cùng với gia đình mình đó cả nhà. Nên chắc là Bông rất là háo hức luôn á. Đó, đây là những thành viên mà sẽ về quê với mình nè. Đây có cô em này, có em gái mình, mẹ mình, cô mình và ba mình nha. Đó, là chuyến hành trình này nói chung là rất đảm bảo luôn, sẽ rất là thú vị cho cả nhà cùng xem đó. Ok. Đây nha cả nhà. Chuẩn bị là tới cái cổng chào mà gọi là ra khỏi nội thành của thành phố Pleiku rồi đó. Là bắt đầu là chuyến hành trình từ đó là sẽ đi về quê luôn đó. Đó đây cả nhà. Đó, thành phố Pleiku tạm biệt quý khách. Đó, cả nhà thấy chưa? Bắt đầu là chuyến hành trình về quê. Ok.
Thì hiện tại á, là mình đang trên đường về quê thì có một cái địa điểm mình cảm giác rất là đẹp. Nó có một cái y như một cái thác vậy đó. Đó, ở một cái trạm dừng chân thì bây giờ á, mình cùng với cả nhà sẽ xuống nó coi thử là cái thác nó đẹp như thế nào nha. Ok, đi. Cái thác đó như là làm cuối cái đèo Là So của đường đi trung tâm đó mọi người. Cái thác là ở ngay trước mặt luôn. Bây giờ Su sẽ là dẫn cả nhà tới nha. Đây là cầu Đắc Chè. À, cầu Đắc Chè. Cầu Đắc Chè. Đây, rồi, Su. Đây. Đi xe ra nè. Đi xe vô. Từ từ chậm lại. Chậm lại. Chậm lại con. Xe vô. Rồi, tới rồi. Anh chưa chi. Đó cả nhà. Cả nhà nhìn kìa. Đó cả nhà thấy con thác không? Trời ơi. Qua đây chứ nữa. Ôi, cả nhà. Lần đầu tiên mà mình có thể thấy được cái con thác mà nó hùng vĩ như thế này luôn á. Nghe xem kìa. Trời ơi, cái đường nước không biết ở đâu mà nó chảy kinh khủng ghê chưa. Đó. Đây cả nhà. Mình với Su với gia đình là không dám xuống rồi cả nhà, nhìn thấy sợ quá. Chỉ đứng trên đây ngắm để chụp hình thôi. Hiện tại á là gia đình Su Xí Sọn đã về tới quê nội rồi nha. Đây. Đây là tới rồi. Đây đưa ra đây đưa con một đứa. Ây da. Sao vậy? Cái em đây á là cái em năm ngoái mình cũng đã quay rồi. Thì năm nay mới gặp lại này cả nhà. Vô thăm bạn kìa nha. Đây vô thăm đi. Vô thăm đi, nhớ không? Ý, chú nó bạn đi 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 Su không? Con nhận thăm bạn Su không? Ra đây. Bông, Su. Đây cả nhà. Đây là quê nội mình. Đây là căn nhà mà ngày xưa là sinh ra ba mình luôn nha. Đó, nhà nội mình đó cả nhà. Su không? Lại đây. Đó, thì cả nhà cái quê ở quê nội mình đó rộng lắm. Nên năm ra cả nhà thấy không? Số bông về lại giờ là thoải mái nô đùa sau cái chuyến hành trình mà 9 tiếng đồng hồ trên xe đó. Ok cả nhà nha, thì tiếp theo sau cái chuyến hành trình mà về quê của Su Bông á, thì bây giờ Su Bông sẽ review cho cả nhà về cái căn nhà nội của Su Bông đó. Đây là Su nha cả nhà, sáng nay mới gì nha, Su một bộ đồ mới đó, rất là lịch sự luôn, để review cái căn nhà của nội mình. Nhà nội mình lâu lắm luôn rồi đó, nhà cũ đó. Dạ đây đầu tiên là Su ơi, bây giờ Su ơi, Su đi vô đây mày đã đồng hành á. Rồi Su đi vô đây. Đây cả nhà, đây là ông nội mình. Ông nội đây là ông nội mình nè cả nhà, ông nội của Su đó cả nhà. Đó, chào ông. Hôm nay quay review về nhà nội xíu. Đó cả nhà. Đó rồi, đây cả nhà, thì nhà nội mình á có gỗ, đây là gỗ lâu lắm rồi cả nhà. Gỗ đây là phải mấy trăm năm đi theo á. Cả ngàn năm đi. Dạ. Đó cả nhà, gỗ đây rất là lâu, rất là xưa luôn cả nhà. Rất là vàng đó. Đó, ở trên đó cả nhà, đó là phản là gỗ hết. Nhà ông nội là nói chung là bằng gỗ cả. Ok cả nhà, thì mình mới phát hiện được một cái đây này cả nhà. Cái đây rất là giá trị luôn. Đây cả nhà. À, cái đây chắc nhà nội mình mới có thôi. Chúc mừng năm mới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký tặng cả nhà. Đó, cả nhà đó. Đó, đây là của tặng cho nhà nội mình đó cả nhà. Đó. Ok. Dạ, đây cả nhà. Còn đây là cả nhà. Nguyên đây là phản gỗ hết luôn á cả nhà.
nha, cái đây á là mình vừa phát hiện ra nè, là hồi xưa á là con gái nhà giàu đó là không được đi cửa chính đâu vậy nha. Đây á là đi cái cửa đấy nè. Phải không? Mẹ mình nói đi, có cái khóa nè. Phải không vậy? Phải không vậy? Chứ phải mẹ kể con. Con cho xuống. Bây giờ đũa nè. Mày nói là con vàng thật này chứ. Nhưng mà khóa là khóa cổ đó cả nha. Khóa đấy kìa. Mẹ trên là có những cái cục cục đó là cục đó là cái gì? Mấy cái bầu đồ là từ cái đó là mình theo cả nhà. Đó cả nhà thì những cái đây là toàn là đồ cổ hết đó, chứ thời bây giờ thì hiếm lắm. À, nhà mình nhà nội mình là nói chung là những cái đó là gỗ hết. Cổ hết. Chơi bí đâu? Ờ, trên đây mình thấy có một chơi bí này cả nha. Đây là chắc là nhà cổ phải có. Đây cả nhà, đây là bức ảnh gia đình bên nhậu nội mình đó cả nha. Đó, ở dưới là ông nội mình. Ba mình bên đây cả nha, đây là mấy cô, mấy dì của mình. Mấy cô, đây là mấy cô mấy chú của mình đó cả nha. Đó. Đây ông nội mình đây cả nha. Ông nội tay máy rồi, ông nội tối là ngủ. Ông nội ngủ trên đây đó cả nha. Tấm liền. Tấm liền luôn. Đó cả nhà, còn cái gian ở trong nữa, nhưng mà gian ở trong là nội mình đang nấu ăn nên mình không có xuống được. Bây giờ là mình sẽ đi ra đây cho cả nhà coi cái vườn rau của nội mình. Đi xuống, đi ra đây. Đây. Đi bon. Ở nhà nội mình đã trồng rất là nhiều cây luôn. Xuống sẽ vô nè, xuống vô nó nè. Đó, thì cây đây là cây ngò này nha cả nhà. Ở nhà là em gái mình cũng trồng cái cây này. Bên kia là cái gì? Cây đậu phộng. Để dùng ép vào lạc á cả nhà, vào đậu phộng á. Rồi, còn nữa cả nhà, đi vào đây xuống. Đi qua review bên đây xíu. Đi xuống. Rồi. Thấy chưa? Bên đây anh Nam. Đây cả nhà thấy cái vườn của nhà nội mình rộng không? Rộng cực kỳ luôn cả nhà. Nhưng mà đây vườn mới gieo cả nhà. Đây. Vườn mới gieo à. Đó, cho nên chưa nhà. Có xăm lên. Cả nhà thấy không? Từ bao hết đây là của nhà nội mình luôn đó. Đằng sau nữa cả nhà, bao hết đằng sau kia luôn, với lại phía bên này luôn. Bên đây một cái vườn chuối bên đây nữa. Chỗ đây nữa nè, đó bên này nè cả nhà. Mình nghe nói ngày xưa nhà nội mình là gọi là địa chủ cả nhà. Hồi xưa chỗ đây là một cái hồ cá đó, nhưng mà người ta câu trộm nhiều quá cho nên ông nội mình đắp lại rồi cả nhà. Hết chỗ cho sụt câu rồi. Đây. Ở sau có cây mít cái ổi nữa. Đây bây giờ sẽ ra phía sau để cho cả nhà xem là phía sau của nhà nội mình nó có gì nha. Đây. Nặng quá Xu ơi. Xu đi vô đi chứ nặng quá anh ẩm có lỗi. Xu đi vô đây, được vô nha, đi từ từ thôi. Rồi, xin vô trong. Đây cả nhà. Đây cây mít đây. Đây cả nhà, cái này là cây mít này cả nhà. Tôi đưa đi cho tôi. Đang vụ ra trái à. Đó, cây mít mà sẽ nằm dưới đất cả nhà. Mít đây là mít nhà nội của Xu. Cả nhà, mít đây á là bình thường á, năm nay mình về là sẽ có trái cho Xu ăn, mà năm nay á là cây mít nó chưa lên, nó chưa có trái. Đây là cây chanh đây. Còn bên đây là cây chanh. Cây chanh coi, trái chanh nhỏ nhỏ đó. Đó. Rồi Xu, năm nay không có mít, không có chanh thì anh dẫn Xu luôn nè. Còn bên kia có cái ổi nữa kìa. Đi Xu, đi vô coi cái ổi. Đó cái ổ đó hiền. Đó cái ổ có một trái. Cái ổ có một trái. Cái ổ gì đây mà có một trái kìa nha. Không được hai trái luôn. Chưa vô vụ mà hết mất vụ rồi. Một trái thì Xu bông ăn sao. Nhưng mà sau có một mớ đu đủ luôn. Đu đủ nữa hả? Đâu hiền? À đây. Quá trời đu đủ luôn. Mà đu đủ cũng chưa chín luôn, là cũng chưa được ăn luôn. Chưa chín. Trời ơi, cái ăn cái gì? Đó, đằng sau vườn này là của nhà nội mình nữa kìa nha. Thôi, nhà hãy kinh vô. Đó. Đó. Ở phía sau phía xa kia nữa thì nó cũng có một cái cụ nội mình luôn á. Ở phía sau là nội đang nuôi gà á cả nhà. Đó, ở trong cái lưới đó là đang nuôi gà á. Đó cả nhà thấy chưa? Rồi thôi đi ra phía trước đi. Để bắt gà đó hai. Rồi, quay đi. Cả nhà, ở phía sau á là có rất là nhiều gà luôn. Thì đợt tới mình định làm một cái clip là thử thách bắt một con gà. Đó, để cho cả nhà cùng xem, thì cả nhà mà muốn gà mình đây là gà thả cho nên là khó bắt lắm cả nhà. Cả nhà muốn xem clip đó cả nhà nhớ bình luận bên dưới nha. Rồi. Thôi, Xu nặng quá. Xu đưa tờ ra đi. Xu đưa tờ hơi tí nha.
Tôi sẽ nhanh nè. Đó, thì cả nhà có thể thấy được. Thì cả nhà có thể thấy được là ở nhà nội rộng như thế nào, to như thế nào luôn đó. Đó, xô đi xô, sẽ nhanh nè. Rồi. À, ngoài ra nhà nội mình năm ngoái mình cũng đã có quay về một em cún ở nhà nội mình. Thì năm nay em đó em lớn rồi. Thì bây giờ mình sẽ ghé qua đó cho cả nhà coi cái em đó như thế nào luôn nha. Đó, sáng giờ là Su có rục rịch là Su muốn ra chơi, nhưng mà tại là chưa ăn sáng nên mình chưa cho ra chơi được. Thôi bây giờ cũng ăn sáng rồi, mình sẽ cho qua đó gặp bạn xí. Rồi, đi Su, bạn vào đây nè. Đây, 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 từ, từ. Đây cả nhà, bạn vô đây, đi vô đi Su. Vô bạn, bạn đây nè. Đó, bạn đây nè. Bạn ở nhà máy tôn này nè. Ai? Đừng đây. Cho vô một chiếc thôi. Đây cả nhà. Đó, bạn của Su năm ngoái á, là còn là một đứa trẻ con thôi, nhưng mà năm nay đã lớn rồi cả nhà. Ra một gọi là thiếu nữ rồi. Là mẹ luôn rồi cả nhà. Là mẹ luôn rồi. Nhà bạn là nhà ở máy tôn kìa nha. Đó, có máy tôn rồi đó. Có giếng nước nữa. Có tivi nữa. Có tivi trong kia nữa kìa. Nhà bạn có tivi nữa kìa. Xin không? Tivi sẽ lật ngược vậy. Mà bạn coi lên ngược hả? Nhà bạn xịn ghê. Nhà bạn xuống chưa có tivi mà bạn có tivi rồi. Ok. Đó thì hôm nay á, là một clip mình quay sơ sơ về gọi là review về nhà nội mình, cho cả nhà biết là nhà nội mình trước giờ như thế nào. Đó. Thì ok, hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo nha.